Vừa rồi các bạn cũng thấy đấy, cảm giác phê như đập hộp, phê như con TT luôn. Hôm nay mình thanh lý được 3 máy Oppo A92. Cấu hình cực chất, máy siêu lướt, hàng có thể nói tồn kho thanh lý hoặc là dùng ít nên còn rất là mới, gần như những chiếc máy mới. Mình có 3 máy màu đen cả các bạn nhé, và mình chỉ mở hộp một máy cho các bạn xem thôi. Và sản phẩm này có RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, sử dụng pin trâu, pin 5000 và được trang bị con chip của Mỹ Qualcomm Snapdragon 665 8 nhân, rất là chất. Camera sau bao gồm 4 camera sau, thiết kế theo kiểu hình chữ nhật, có vát góc, một điểm đặc trưng của hãng Oppo. Và dĩ nhiên rồi, sản phẩm này dùng được 2 SIM, rất là chất các bạn nhé. Camera thì 48MP chuẩn chỉ luôn, công nghệ màn hình nốt ruồi bên trái với hiển thị màn hình vào 6.5 inch. Sản phẩm này rất đáng mua, và hôm nay nguyên hộp như này đây có giá bán là 4.900.000 trên một sản phẩm. Các bạn hãy alo cho mình để đặt mua hàng các bạn nhé. Và khi mua hàng nhớ đặt cọc cho mình 100.000 đối với sản phẩm Oppo A92 chính hãng ở đây. Sản phẩm này mình sẽ bảo hành 1-1 trong vòng 3 tháng nếu có lỗi kỹ thuật nha. Các bạn vui lòng liên hệ một trong hai số điện thoại mình để bên phía góc phải màn hình của bạn đây. Và tất cả thông tin địa chỉ cửa hàng và số điện thoại cũng như là tài khoản để các bạn đặt cọc cho Nhật Nam đều có dưới phần mô tả video. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của mình bằng cách vào Google tìm kiếm shop di động Nhật Nam bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ Nhật Nam, uy tín làm nên thương hiệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.